Sở Tuần Gỗ hôm nay giới thiệu đến các bác tác phẩm Dì Lạc Ngũ Phúc được chế tác từ chất liệu là gỗ cẩm lai. Tác phẩm có mã TPDL390, có kích thước cao 48, ngang 62 và sâu là 46, hiện tại còn nặng 44,5 kg. Và tác phẩm hàng liền khối với những cái đường vân rất là tuyệt vời. Và ý nghĩa của việc thờ cúng tượng Phật Dì Lạc được xem là một trong những cái biểu tượng phong thủy số 1 về tài lộc, thịnh vượng và may mắn. Và người ta thờ cúng tượng Phật Dì Lạc với mong muốn bình an, công việc thuận lợi và gặp được nhiều may mắn cũng như là niềm vui trong cuộc sống. Và khi chế tác tượng Phật Dì Lạc thì người ta thường đi kèm với những cái biểu tượng phong thủy, ví dụ như là dây tiền, đồng xu tiền vàng, bầu hồ lô, trung tiền hay bao tiền. Và tượng Di Lặc Ngũ Phúc là một bức tượng gồm Di Lặc và năm tiểu đồng đang đùa nghịch cùng ngài. Và ý nghĩa đầu tiên cho ta thấy đó chính là con đàn cháu đống luôn ngập tràn tiếng cười, có nếp có tẻ, gia đình đề huề an vui. Và năm tiểu đồng còn tượng trưng cho phúc, lộc, thọ, khang và ninh. Phúc mang ý nghĩa viên mãn, an nhàn, hạnh phúc. Lộc là biểu hiện cho sự tài lộc, thịnh vượng. Thọ cầu cho trường thọ viên mãn. Khang đại diện cho sức khỏe dồi dào, cơ thể mạnh khỏe. Và ninh thì tượng trưng cho một cuộc sống bình an, an lành trong cuộc sống, tránh được tai họa và gặp được nhiều may mắn. Và nếu như các bác chúng ta quan tâm đến tác phẩm này, các bác hãy liên lạc với Sưởng Tổ Gỗ qua Zalo hoặc hotline của cửa hàng 035 5678 885 hoặc số 0868 608 137 để bên em tư vấn các bác nhé. Hoặc truy cập website sưởngtogo.com để theo dõi và đặt hàng. Cảm ơn các bác rất nhiều.